Em nó giật mình, nó đang ăn nó giật mình. Giữa đây chạy dữ nè. Cà phê. Lý đầu lên cá mè sao? Xuống chơi chút xíu là đi ăn cơm chỗ. Cá mè đây bự không chú? Vớt lấy hình cái. Hiểu.
Em nó giật mình, nó đang ăn, nó giật mình. Vô đây chạy dữ nè. Thằng cá phi. Còn nửa ký không ta? Ừ chứ. Ông cá phi chà bá luôn. Hấp hồng dưới à? Cái hồ này đã thì chứ quá thì rộng. Cái này cây bạc hà hay gì ta? Không quy. Bạc hà, bạc hà gì tốt chứ. Này ngỗng à. Nhà con còn ngỗng kêu tối ngày mà có một con mà kiếm được con nữa đừng có mới bị câu ra đem lên cho nó đạp lên làm gì dắt nó đạp về cái gì vậy con sọc đem về. Ta đâu biết quay xuống. Lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật. Quan cá thứ nhất rồi, phải chưa quan đâu. Cũng đường cá rồi. Tay miền Tây tao biết bị xuồng mày. Giờ bơi ra ngoài đó thả câu. Hồ to quá. Ừ, gặp mé.
đây các bạn, tôi đang bơi ra ngoài sông, ra ngoài cái chuốt bên ngoài nè, để câu cá tra, bơi dưới xuồng để với anh em. Cái hồ rất là to các bạn, trong bờ là mấy trong đó đó, đi ra túc này quăng câu đây, tí hy vọng là sẽ có cá ngồi trên chiếc xuồng. Bây giờ câu mà chưa có cá ăn, chờ nãy giờ mà cá chưa ăn nữa các bạn. Cảnh rất là đẹp, cá nó ụt ghê luôn, trời ơi nó ụt luôn đó, hết hồn luôn mà nó mang. Ốc quá tí ốc luôn, ốc đắng nổi dài 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 khu quá trời luôn, bắt còn cả chục ký. Câu không dính cá mà dính một cái cây ốc không nè các bạn. Quá tí ốc đắng dài trên dưới bó tay thì chỉ dính cái chút xíu vậy nè.